Thưa quý vị, và bây giờ tại khu vực Hà Nội thì Vân Anh có thể cảm thấy được là không khí lạnh đang tràn về, báo hiệu là chúng ta đang phải chào tạm biệt mùa thu vô cùng đẹp đẽ để đến với mùa đông. Vân Anh thì rất thích mùa đông, tại vì mùa đông thì chúng ta sẽ được thay đổi thời trang của mình, mặc những cái bộ đồ như là áo dài, áo len vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà có một nỗi lo cực kỳ, bởi vì da của Vân Anh là da khô, mà bây giờ mùa đông thì da còn khô hơn nữa. Bây giờ có xài bao nhiêu kem dưỡng da, có thoa cái dưỡng môi bao nhiêu thì sang ngày hôm sau là da cũng bị khô, thậm chí nứt nẻ. Môi hồi nãy chị make up còn nói là sao tự nhiên tóe máu ra, tại vì nó khô đến mức là bông da vẫy lên, mà mình lấy tay thì mình hay bị ngứa tay, mình sẽ lấy tay mình bóc những cái bông vẫy trên môi ra, là thế là tóe máu, cho nên cực kỳ ám ảnh vào mùa đông luôn. Đúng như bên anh chia sẻ thì thời tiết ở Hà Nội bây giờ rất là khô và khiến cho da của chúng ta, đặc biệt là vào mùa thu đông, là bắt đầu trở nên khô ráp, rất là khó chịu, thậm chí là nứt nẻ và rất khó chăm sóc. Và đối với chị em phụ nữ chúng ta mà sở hữu một cái làn da khô thì bản thân chúng ta cũng cảm thấy rất là khó chịu, vì lúc nào nó cũng châm chích vào da, mà đặc biệt là da mà không căng bóng mịn màng nữa thì chúng ta lại sẽ bị tự ti. Thì ngày hôm nay chúng tôi trong chuyên mục Khỏe hơn đẹp hơn sẽ cùng với quý vị đưa ra một vài những lời khuyên để chúng ta làm như thế nào chăm sóc da của chúng ta vẫn có thể căng mọng ở cái thời điểm mà mùa thu đông hanh khô như thế này. Và có lẽ đầu tiên là quý vị khán giả sẽ mong muốn được hiểu là vì sao mùa đông là mùa mà tạo cơ hội cho chúng ta mặc nhiều quần áo súng xính đẹp đến như thế nhưng lại tiếp tay cho da của chúng ta lại bị khô đi. Thì có một lý giải như thế này, đó là làn da thì có thể trở nên khô ráp và kém mịn màng ở bất cứ vào mùa nào, nhưng mà cứ vào mùa đông thì luôn có yếu tố thuận lợi để khiến cho da dễ bị cằn cỗi hơn, bong tróc vẩy vì khô hơn. Lý do là tiết trời vào mùa đông thường lạnh và khô, độ ẩm trong không khí cũng kém đi, đã làm bay đi lớp giữ ẩm tự nhiên trên da. Mùa đông nhiều chị em cũng ngại uống nước và không có cảm giác khát nước, không chăm sóc da đủ và đúng, cho nên góp phần làm da kém tươi tắn hơn. Đặc biệt ở những nơi không khí mùa đông quá lạnh, thói quen sưởi ấm như để máy điều hòa về nhiệt độ cao hoặc là lò sưởi nóng đã khiến cho không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt, khô khan và hút hết độ ẩm của da. Để hỗ trợ lưu thông máu làm ấm cơ thể, nhiều chị em còn lựa chọn cách tắm bằng nước ấm, nóng trong suốt và những ngày mùa đông. Điều này thì vô tình làm mất đi lớp nhờn giữ ẩm cho da, khiến cho da càng khô không khốc hơn nữa. Điều đáng nói là da khô, độ ẩm kém sẽ càng nhanh tốc độ lão hóa da, da sớm bị nhăn, sạm, mất đi độ săn chắc, tươi sáng. Và đây chính là nỗi lo lớn của gần như tất cả các chị em phụ nữ. Vậy là bây giờ thì Vân Anh cũng đã hiểu lý do tại sao là vào mùa đông thì da của chúng ta lại khô đến như vậy. Và tưởng chừng như là việc da khô chỉ là mất đi thẩm mỹ thôi. Tuy nhiên, đối với việc da khô thì cũng sẽ gây ra một số hậu quả mà làm các chị em của chúng ta phải phiền lòng. Ví dụ là da sẽ không đều màu. Tác hại đầu tiên mà ai cũng có thể nhìn thấy là bề mặt da của chúng ta bị khô sần, đúng không ạ? Kế đến là vết sạm làm da không đều màu. Lúc đầu vết khô sạm trên da thường có màu sẫm, sau đó có thể chuyển dần thành màu đen, tạo thành những chấm hay mảng đen, có thể lan ra trên diện tích rộng, da thô ráp, sần sùi. Khô sạm da có thể giảm dần hoặc cũng có thể đeo bám bạn vĩnh viễn. Nếu hắc tố tăng quá mức, vết sạm da có thể có màu xanh đen, gây ảnh hưởng không nhỏ đến thẩm mỹ của gương mặt. Kế đến là tổn thương sau viêm da, da mặt khô sạm nghiêm trọng có thể dẫn đến các vết rạn nứt da trên bề mặt, nặng hơn là ở các vùng da khô, da sứt căng, thậm chí có thể ngứa sát, chảy máu. Đặc biệt là vào các mùa thời tiết hanh khô có nhiệt độ cao, chính các vết nứt trên da sẽ tạo cho cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào da, gây viêm da. Da khô còn dễ khiến cho chúng ta xuất hiện những vết nhăn và vết hằn chân chim trên khóe mắt nữa, bởi vì do các gốc tự do hoạt động rất là mạnh mẽ và đã ngăn chặn quá trình hình thành collagen và elastin khiến cho da của chúng ta nhanh bị lão hóa hơn. Bên cạnh đó, làn da không được cấp đủ nước sẽ trở nên nhợt nhạt, bị xỉn màu, mất đi độ sáng bóng sẵn và còn mất đi khả năng bảo vệ và chống lại ánh sáng từ mặt trời nữa. Đừng nghĩ rằng chỉ có làn da lớn tuổi mới có các nếp rãnh sâu. Thực tế thì những nếp gấp này đã bắt đầu xuất hiện khi mà da của chúng ta không được dưỡng ẩm và thời tiết khô hanh. Từ đó da khô và hình thành các nếp gấp rãnh đè lên những nếp nhăn trước đó khiến cho chúng ta bị hằn sâu hơn nữa. Trong mùa đông như thế này có một trong những hiện tượng rất khiến cho mọi người hiểu lầm, đó là tại sao trong mùa đông nhưng da mình lại tăng tiết dầu hơn, nghĩ rằng do da mình là da dầu và vừa khô vừa dầu, nhưng mà không phải như thế. Do da bạn bị mất lớp nước đi cho nên là bắt buộc các yếu tố dầu sẽ phải tiết ra, và chính vì thế khi da mà càng nhờn thì mụn sẽ càng mọc lên nhiều hơn. Và bạn cần phải hiểu rằng là cơ chế đổ dầu hoạt động khi do da chúng ta bị
thiếu nước. Và lớp dầu tiết ra lúc này sẽ có tác dụng để cấp ẩm kịp thời cho da, làm tắc nghẽn lỗ chân lông và hình thành nên mụn. Vì vậy, nếu không muốn mặt lúc nào cũng bóng nhảy thì hãy nhanh tay cấp ẩm bằng kem dưỡng trước. Và ngoài ra, da của chúng ta cũng sẽ cảm thấy ngứa ngáy một chút, bị khô và bị yếu đi. Không chỉ có làn da nhạy cảm hay da khô mà làn da mụn cũng sẽ gặp các tình trạng này khi thời tiết quá lạnh, đặc biệt là khi sử dụng kem đặc trị có chứa retinol, acid salic hay là benzoyl peroxide và những thành phần dễ khiến cho da khô, ngứa ngáy và làm tổn thương từ bên trong. Thậm chí là nhiều da mà khô quá còn nổi mẩn đỏ và thậm chí là chúng ta thấy luôn được những cái vết gân bởi vì da đã mỏng còn gặp thêm tình trạng da khô nhìn vào rất là đáng sợ. Mặc dù chúng ta cũng đã thấy rất là nhiều cái tác hại làn da của chúng ta khi đến vào mùa đông như thế nào, nhưng mà có một sự thật là nếu như chúng ta biết chăm sóc da kỹ càng thì mùa đông da của chúng ta sẽ là mùa da đẹp nhất, bởi vì lúc này đây lỗ chân lông của chúng ta sẽ được se khít lại, tại vì mùa đông là không khí lạnh, lạnh thì da của chúng ta sẽ được co lại và lúc này đây là da trở nên mịn màng hơn hẳn. Cho nên nếu như chịu khó cũng rửa mặt, tẩy trang, sử dụng kem dưỡng ẩm với liều lượng gấp đôi so với mùa hè một tí xíu thôi, là qua một vài ngày chúng ta sẽ thấy da của chúng ta không cần trang điểm nhìn cứ như da em bé vậy. Nhưng mà bên cạnh đó là việc cấp nước cho cơ thể của chúng ta là điều vô cùng quan trọng, tối quan trọng. Và bất cứ mùa nào, đặc biệt là mùa đông thì chúng ta lại cần phải uống nhiều nước hơn nữa. Nước không chỉ có tác dụng thanh lọc cơ thể mà sẽ còn có thể cải thiện làn da thêm căng bóng mịn màng hơn trong mùa này. Đặc biệt là với tiết trời hanh khô hiện nay thì lượng nước trong cơ thể của bạn sẽ cần nhiều hơn so với bình thường. Do đó bạn nên cố gắng đảm bảo tiêu thụ từ 2 đến 2,5 lít nước hàng ngày. Việc uống nước lọc hay nước canh, rau xanh hoặc nước ép trái cây lấy nước đều có tác dụng bổ sung nước cho cơ thể của bạn. Tuy nhiên bạn cần tránh uống nước có ga vì chúng không hề tốt cho làn da chút nào. Ngoài ra trong mùa đông chắc chắn chúng ta sẽ phải sử dụng nước nóng để tắm cũng như rửa mặt và các sinh hoạt trong gia đình. Đây cũng là một trong những thứ mà đã khiến cho da của chúng ta bị khô hơn, bởi vì nước ấm sẽ làm cho da giãn nở lỗ chân lông, từ đó tạo khoảng trống cho làn da được thở và đàn hồi tốt hơn sau một ngày làm việc căng thẳng. Thế nhưng mà khi mà bạn sử dụng nước quá nóng để rửa mặt thì sẽ làm cho da của chúng ta mau bị khô hơn, bởi nhiệt độ cao của nước sẽ làm phá hỏng kết cấu của da, từ đó làm da nhanh khô và có thể nổi cả mẩn ngứa cũng như là ửng đỏ. Và nếu quý vị có thể chịu xuyên một chút xíu thì chúng ta phải để ý là trong quá trình mà chúng ta sử dụng nước ấm, chúng ta nên pha hoặc là quý vị sử dụng cái vòi hoa sen thì chúng ta nên để ở chế độ là hơi ấm ấm một chút thôi, thì để cho thậm chí là tóc của chúng ta cũng không nên sử dụng nước quá nóng nè, da mặt của chúng ta cũng không nên sử dụng nước quá nóng. Và có một cách nữa là thôi thì mình chịu khó sử dụng luôn cả nước lạnh thì chắc chắn là sẽ tốt nhất cho da mặt của mình, và lúc đó cũng sẽ giúp cho chúng ta tươi tỉnh hơn. Ngoài ra thì chắc là chúng ta cũng cần phải bổ sung thêm những cái nguồn dinh dưỡng thiết yếu nữa, đúng không ạ? Khi mà nghe chị Quyên chia sẻ thì bản thân Vân Anh thấy là mình cũng mắc cái sai lầm trong đó, tại vì thời tiết đã lạnh rồi mà bây giờ chị Quyên còn khuyên là chúng ta phải tắm bằng nước lạnh, rửa mặt bằng nước lạnh thì cảm thấy là bắt đầu là nổi hết cả sống lưng lên, tại vì trời đã lạnh chúng ta chỉ muốn òa ngay vào phòng bật máy nước nóng tắm cho thỏa thích thư giãn thôi. Nhưng mà cái nước nóng cũng là một trong những tác nhân làm chúng ta khô da nữa, cho nên thôi thì chúng ta chịu khó tắm lạnh một tí xíu mà bù lại da đẹp thì cũng là một cái điều hy sinh rất là đáng làm. Và một trong những cách nữa mà giúp cho quý vị có làn da ẩm hơn trong mùa hanh khô đó chính là chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng cần thiết, chẳng hạn như là vitamin A, vitamin B, vitamin C. Đặc biệt vitamin B còn giúp phục hồi những làn da bị khô nẻ. Do vậy hãy bổ sung thường xuyên hơn một số loại thực phẩm giàu vitamin B từ thịt gà, cá ngừ, ngũ cốc, các loại đậu, bơ và chuối. Đây là những cái thực phẩm rất là giàu cái chất dinh dưỡng giúp cho chúng ta bổ sung làn da của chúng ta thêm và đẹp hơn nữa. Và một trong những cách giúp làn da của bạn luôn mềm mại, hồng hào, không bị bong chóc, nứt nẻ trong mùa hanh khô đó là tẩy da chết cho làn da định kỳ 2 lần một tuần. Đây là cách làm sẽ giúp cho bạn loại bỏ được bụi bẩn, cải thiện sự lưu thông máu và giữ cho làn da luôn khỏe đẹp. Và dưỡng ẩm thì là vô cùng cần thiết, bởi vì làn da được cung cấp độ ẩm sẽ khó hình thành các nếp nhăn cũng như chống lại sự lão hóa. Vì vậy mà làm đẹp da nhất định là phải nhớ đến dưỡng ẩm đủ mỗi ngày. Đặc biệt là đối với những lúc thời tiết hanh khô, bôi kem dưỡng ẩm mỗi đêm rất cần thiết. Lúc này thì kem thẩm thấu vào làn da tạo nên độ ẩm giúp cân bằng các sắc tố, từ đó tạo nên cái độ mịn màng, căng bóng và mềm mịn, giúp cho da đẹp hơn mỗi ngày. Riêng với câu chuyện này thì Hồng Quyên muốn chia sẻ như thế này với quý vị. Thực ra thì mới khoảng 6 tháng gần đây thì Quyên mới bắt đầu có thêm được một cái công thức để mình có thể thay đổi cái làn da một chút xíu, là đặc biệt
Trong mùa hanh khô như thế này á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải kết hợp sử dụng những cái mặt nạ phù hợp đúng không ạ? Là làm đẹp cho da mặt bằng mặt nạ là phương pháp mang lại hiệu quả tương đối cao. Và tuy nhiên thì không phải ai cũng phù hợp với phương pháp này, vì có người da mụn, da khô, da dầu, và nên lúc nào cũng chúng ta cũng phải lựa chọn một loại mặt nạ thật phù hợp. Đặc biệt cách chăm sóc da mặt từ mặt nạ tự nhiên như là trà xanh, sữa chua, nghệ, cà chua, dưa chuột, chuối là những lựa chọn hoàn hảo hơn cả dành cho bạn. Nhất là mặt nạ nha đam, lòng đỏ trứng gà, mật ong sẽ rất thích hợp với việc làm đẹp da trong mùa hanh khô. Nói chung một số mặt nạ mà chúng ta kể tên cũng rất là quen thuộc rồi. Chẳng hạn là nha đam thì có những cái chất dầu giúp chúng ta cấp nước nè. Lòng đỏ trứng gà thì giàu vitamin E, mật ong thì cũng rất là giàu vitamin E, cho nên đây là những sản phẩm rất là phù hợp để chúng ta pha chế làm mặt nạ. Bởi vì với những ai mà da khô giống Vân Anh là Vân Anh cũng nghiên cứu rất là nhiều loại mặt nạ khác nhau phù hợp với da khô của mình, thì trong đó người ta cũng ưu tiên xài lòng đỏ trứng gà, còn nếu như lòng trắng là dành cho da dầu, tại vì lòng trắng có chức năng hút dầu đi, cho nên với những ai mà da hay bị đổ dầu, bị nhờn hoặc là bị mụn cám thì chúng ta nên sử dụng lòng trắng, còn với những ai da khô thì nên sử dụng lòng đỏ. Chúng ta có thể sử dụng quả bơ nè, rồi dầu ô liu nè, mật ong pha trộn lại với nhau, pha với sữa, đây là những cái chất cấp ẩm rất là tốt. Và có một cách nữa là nếu như mà vào mùa hè thì chúng ta sẽ sợ da của chúng ta bị đổ dầu, thì vào những cái mùa đông hanh khô như thế này thì chúng ta đừng ngần ngại gì cả, sử dụng một viên vitamin E đó quý vị. Chúng ta có thể đổ một tí trên lòng bàn tay, thoa thật đều, sau đó thoa thật nhiều lên mặt của chúng ta. Và đừng nghĩ rằng là trong thời gian ngắn như vậy làm sao vitamin E có thể thấm hết, nhưng mà nó chỉ có một viên thôi. Chúng ta để qua một đêm thì cái viên vitamin E nó chẳng khác gì là mặt nạ ngủ cả, sáng dậy là da của chúng ta sẽ không bị hanh khô nữa. Và Hồng Quyên muốn chia sẻ lại cái điều hồi nãy mà mình cũng có nói, đó là hồi trước đây thì mình không có biết về cái việc là mất nước và làm sao để mình có thể giữ lại nước trên da. Thì đầu tiên là như thế này, theo khoa học thôi, là môi trường nó luôn được giữ ở trạng thái cân bằng. Khi mà tất cả mọi thứ ở trạng thái cân bằng thì là tốt nhất, có nghĩa khi mà ở trong không khí đủ nước và thì nó sẽ không lấy nước từ da của chúng ta ra. Nên là trong môi trường không khí, khi mà các bạn phải theo dõi dự báo thời tiết nói rằng hôm nay độ ẩm xuống thấp và hanh khô, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là nó sẽ lấy nước từ ở nơi nào có nước cao hơn, có nhiều nước hơn nó sẽ lấy ra. Chính vì thế lúc mà da mặt của chúng ta, ví dụ như các chị em ở đây mà ngồi make up thì ngồi trước ánh sáng như thế này, những nơi như là ở vùng cao trước nè, những cái vùng nào cao như là tại mũi nè, hay là vùng trán, vùng chữ T đó, thì sẽ hay bị mất nước nhiều hơn, bởi vì cao hơn cho nên là cái phần đó là sẽ bị mất nước nhiều nhất. Và ngoài ra thì như vậy quý vị nghĩ rằng là làm sao để cho chúng ta trong không khí nó có nước để nó không lấy nước trên mặt mình, thì cách đầu tiên là ở nhà bạn thì các bạn nên mua một cái bình mà chúng ta có thể là để nước vào trong đó, xong rồi nó phun sương trong nhà để không khí ở trong nhà luôn luôn có được cái độ ẩm nhất định. Và nếu mà các bạn cảm thấy rằng là thực sự cái máy phun sương nó vẫn không đảm bảo, thì có một cách này là tốt nhất, là chúng ta phải sử dụng những cái mỹ phẩm nào mà nó có cái thành phần là glycerin. Thì thành phần đó là thành phần, nó có nhiệm vụ là cấp ẩm. Nguyên tắc của nó làm việc như thế này, nó chỉ hút ẩm từ ở bên ngoài vào, nhiệm vụ của nó là nó hút tất cả lượng ẩm xung quanh nó để nó thu giữ nước về nó vào thôi. Và khi mà glycerin mà chúng ta đưa vào da mặt của mình á, thì nó có nhiệm vụ giống như là một cái viên ngậm nước. Thì chính vì thế cho nên là nước từ trên mặt của chúng ta sẽ không bị bay ra ngoài, mà nó chỉ có còn ngược lại là hút ẩm từ ở trong không khí vào da mặt của chúng ta. Nên đó là một trong những điều mà các bạn có thể để ý, và cái này thì rất là an toàn, bởi vì glycerin thì được sử dụng ở trong cả thức ăn và thực phẩm hàng ngày, như là bánh mì nè, bánh mà có thể để mềm được qua ngày, đó là do có glycerin thì nó mới mềm được, cho nên rất là an toàn. Và có một cách nữa là khi mà các bạn nào mà đang sử dụng như là salicylic hay là retinol, các thứ để mà các bạn chăm sóc da và nó tác động sâu vào bên trong, thì thực sự là mùa đông thì Hồng Quyên không khuyến khích. Ngoài ra nếu mà các bạn mong muốn sử dụng thì có một điều là như Quyên nhắc, là khi mà đảm bảo đủ yếu tố cân bằng thì da mặt hay tất cả mọi thứ sẽ không bị hư hỏng. Trên lớp mặt của chúng ta luôn luôn có một môi trường gọi là môi trường pH phù hợp và cân bằng. Nếu sau khi các bạn rửa mặt xong mà mình sẽ thấy là da mặt của mình nó bị căng kinh kít ra, cái da của mình nó căng ra, mình cảm thấy rất khó chịu, có nghĩa là da của chúng ta đã bị mất đi cái lượng ẩm trên mặt. Vì thế vì sao các bạn phải sử dụng nước hoa hồng ngay?
là để là giống như là nó làm cho bạn có lại được cái lớp pH, cái lượng nước cân bằng ở trên mặt của bạn á, thì bạn thấy là vì sao da mặt ngay sau đó lại đỡ, lại không bị căng. Vì thế cho nên là Quyên bây giờ không sử dụng sữa rửa mặt nữa, Quyên chỉ sử dụng dầu tẩy trang. Sau đó cái lớp dầu Quyên rửa gần như là dùng bông tẩy trang cứ lau đi, đến khi nào mà sạch rồi, thấy cái bông sạch rồi thì mình bắt đầu là mình có thể sử dụng thêm một số những cái loại kem dưỡng ẩm nữa, hoặc là sau đó không được hoặc như thế. Là sau đó thì chị không đồng ý. Chị đợi em nói xong rồi em sẽ cho chị đồng ý. Hoặc là sau đó thì Quyên sử dụng thêm nước vo gạo, và Quyên có sử dụng thêm cả nước chè lá xanh. Đây là một trong những cái công thức mà những cái nhà làm hóa học thì tức có là chỉ em cho tẩy em trang cách. Xong em lại dùng kem, xong em mới dùng nước vo gạo, nước không, chè xanh. Tẩy trang xong thì em sử dụng thêm nước vo gạo hoặc nước chè xanh. Sau khi mà mình thấy, tức là em sẽ đo cái độ ẩm trên da mặt bằng cái giấy quỳ á, thì em biết là cái độ pH trên da mặt nó còn đạt được cái chuẩn hay không. Nếu không đạt chuẩn thì mình bắt buộc phải sử dụng. Còn nếu mà nó vẫn đủ ở yếu tố đạt chuẩn thì thôi em sẽ không sử dụng cái lượng kem mà em hay dùng. Tức là kem đó nó chỉ có thành phần là có glycerin để nó hấp thu nước từ ở bên ngoài vào da mặt của mình mà thôi. Thì đó là cái cách mà em hay sử dụng. Cái việc mà chúng ta chà sát quá nhiều lần khi mà chúng ta tẩy trang á, vô tình là bào mòn cái làn da của chúng ta. Chính xác rồi. Và nó còn chưa thực sự sạch được. Vâng. Bởi vì em biết không, một cái lượng dầu rất lớn, nếu như mà em dùng cái dầu tẩy trang á, mà em cho lên làn da của em, thứ nhất, nếu như bình thường á, nó sẽ có những cái loại tẩy trang mà khi mà chúng ta tẩy, chúng ta chỉ cần xoa nhẹ lên trên da mặt của chúng ta thôi, sau đó là sấp nước vào á, là bắt đầu đã trôi đi rồi, tức là tạo bọt, thì nó sẽ không bị rát da. Còn nếu như trong trường hợp mà em dùng bông quá nhiều lần để em cứ tẩy đi tẩy lại ở trên mặt, thì thứ nhất là tất cả những cái nếp nhăn bắt đầu nó, tức là cái da của em nó bị trùng nhão đi. Và các nếp nhăn bắt đầu như thế là xuất hiện, thì cái việc mà tẩy, dùng bông để tẩy da mặt quá nhiều lần đến khi mà da mặt của chúng ta mà em cảm thấy là nó trắng trơn, nó không còn một cái gì nữa ấy, thì vô tình em khiến cho da của em bị tổn thương rất là nhiều. Và sau đó nếu như, tức là chúng ta tránh để cái việc mà chúng ta cọ sát quá nhiều vào da mặt của mình, thì em chỉ cần, tức là tẩy trang làm như thế nào để chúng ta dùng những cái loại dầu tẩy trang tốt ấy, là chúng ta chỉ tay cần mình xoa lại. Đúng rồi. Tẩy một đến cùng lắm là 2 lần là có thể sạch được. Và sau đó là chúng ta phải dùng sữa rửa mặt. Bởi vì có thể em không dùng những cái loại sữa rửa mặt mà có nhiều hóa mỹ phẩm quá, mình dùng những cái sữa rửa mặt cân bằng như là Cetaphil, bây giờ mọi người cũng rất là hay dùng. Thì bắt buộc phải dùng sữa rửa mặt. Bởi vì làm sao? Bởi vì như thế nó mới tiếp tục đào thải những cái chất bẩn. Mà đặc biệt đối với những cái người mà tẩy trang dày như là chị em mình, thì cái việc mà em chỉ rửa bằng những cái nước trà hay là những cái nước vo gạo á, nó chưa thực sự nó sạch được hết những cái chất bẩn ở trên da của mình. Và sau đó thì chúng ta phải dùng sữa rửa mặt, nước hoa hồng là cái điều chắc chắn. Xong sau đó thì chúng ta mới dùng kem dưỡng da. Thì chị nghĩ rằng như thế nó mới đủ sạch. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ dùng bằng những cái đơn thuần, những cái từ tự nhiên ấy, tự nhiên bao giờ nó cũng là những cái nó rất là lành tính. Thì nếu như mà với những cái người mà trang điểm nhiều ấy, thì không thể nào mà sử dụng những cái loại mà nó quá nhẹ như thế được. Còn đối với những người bình thường thì họ hoàn toàn có đúng thể làm điều đó. Với lại dầu mà của chúng ta không có sữa rửa mặt nữa thì lâu dần nó sẽ tích tụ và thành một cái ổ viêm nhiễm để gây mụn nữa. Cho nên vẫn khuyến khích mọi người dùng sữa rửa mặt, nhưng mà hãy sử dụng một loại mà có pH vừa đủ để không có bị gây khô sát hơn nữa. Tại vì nhiều sữa rửa mặt giống như chị Quyên chia sẻ là rửa xong là da mặt bông kinh kít luôn, tức là cảm giác căng là căng và lúc đó rất là thích. Nhưng mà lúc này đây là dấu hiệu làn da của chúng ta đang bị mất cân bằng. Và với một số bí quyết mà chúng ta đã chia sẻ thì quý vị vẫn có thể cập nhật thêm, bởi vì mỗi loại da của chúng ta sẽ phù hợp với một loại mỹ phẩm khác nhau, với một cái cách thức sử dụng khác nhau. Với chị Quyên có thể hợp, nhưng mà với chị Chi không hợp, mà với chị Chi hợp đôi lúc là với Vân Anh cũng không hợp luôn. Cho nên quan trọng là lắng nghe ý kiến, nhưng mà chúng ta áp dụng thử, sau một thời gian có hiệu quả thì chúng tôi cũng rất muốn là mọi người sẽ gửi những cái feedback review sau chương trình, bởi vì những cái lời khuyên mà chúng tôi đã gửi đến là tùy từng loại da và tùy từng cái nhu cầu của chúng ta để chúng ta lựa chọn những cái biện pháp phù hợp. Ví dụ như đối với cái làn da khô thì ở trong mùa đông chúng ta phải xử lý và giải quyết nó như thế nào, đó là cái việc mà tất cả chúng ta đều có thể, tức là có những cái biện pháp khác nhau. Đó, thì với những cái người mà không phải trang điểm nhiều thì họ cũng sẽ có những cái cách nhẹ nhàng hơn, nhưng chắc chắn là tẩy trang không nặng như chúng tôi đâu. Đúng đấy. Rồi. Và hy vọng rằng với những chia sẻ của chúng tôi thì quý vị khán giả cũng đã tìm ra được cho mình một vài những cái biện pháp phù hợp để có thể chống chọi được với tình trạng khô da trong những ngày mùa thu đông như thế này.